lưu trữ chuyên cung cấp cho các chuyện tại đây. Vâng, thưa quý vị, chương trình hội nghị của công ty bảo hiểm nhân thọ Đài Chi Lai xin phép được phép bắt đầu. Xin hân hoan chào đón toàn thể quý vị đã có mặt trong chương trình hội nghị của công ty bảo hiểm nhân thọ Đài Chi Lai ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, buổi tối ngày hôm nay là thời gian quý vị dành cho gia đình, dành cho bạn bè và dành cho người thân. Tuy nhiên, quý vị đã mất thời gian quý báu đó cho công ty Đài Chi Lai. Thay mặt toàn bộ những người làm chương trình, xin được gửi tới quý vị lời cảm ơn chân thành nhất. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Vâng, thưa quý vị, hơn 11 năm trên thị trường Việt Nam với sứ mệnh đưa dòng bảo hiểm nhân thọ của Nhật Bản đến gần với người dân Việt Nam, chúng tôi đã tổ chức rất nhiều hội nghị, sự kiện tại rất nhiều nơi trên mọi miền của Tổ quốc. Và chúng tôi, những người làm chương trình, biết được một điều: nhu cầu tìm hiểu, tham gia các chương trình bảo hiểm của người dân đang ngày một tăng cao. Và chúng tôi, những người làm chương trình, tin tưởng rằng những hội nghị, sự kiện như ngày hôm nay là một trong những dịp quan trọng để ban giám đốc Đài Chi Lai có thể gửi tới quý vị khách hàng những thông tin đầy đủ, chính thống và khách quan về bảo hiểm nhân thọ nói chung và về Đài Chi Lai nói riêng. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi, tất cả những người làm chương trình tin tưởng rằng trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi có thể đem lại những thông tin thực sự bổ ích tới cho quý vị khách hàng. Và kính thưa quý vị, và ai sẽ là người trình bày những nội dung chính trong chương trình thì MC xin phép được giới thiệu thành phần ban tổ chức ngày hôm nay. Về phía thành viên ban giám đốc, xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Quốc Việt, giám đốc phát triển kinh doanh Đài Chi Lai Bắc Ninh. Ông Trần Văn Tiến, trưởng phòng kinh doanh cấp cao Đài Chi Lai Bắc Ninh. Anh Trần Văn Đăng, quản lý kinh doanh Đài Chi Lai Bắc Ninh. Và toàn bộ của anh chị là tư vấn và là quản lý của phòng kinh doanh Bắc Ninh 21. Và điều đặc biệt nhất trong chương trình hôm nay chính là sự có mặt và hiện diện của toàn bộ quý vị khách quý trong hội trường ngày hôm nay. Và chúng ta cùng dành cho nhau một tràng pháo tay thật lớn, quý vị. Vâng, xin cảm ơn quý vị. Và ngay bây giờ sẽ không để quý vị phải chờ đợi lâu nữa. MC xin phép được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Quốc Việt sẽ lên chia sẻ những nội dung chính trong chương trình. Xin một tràng pháo tay để ông. Hôm nay phải cho việc lên chữ ông. Khó quá. Thưa quý vị, Việt xin giới thiệu bản thân của Việt là Nguyễn Quốc Việt. Tại tôi đang là giám đốc phát triển kinh doanh của văn phòng báo lĩnh của Vận Thành. Tôi xin đồng chí 88 để thế lên sức ông một cái nghe có vẻ nó cổ thọ. Đúng không ạ? Chắc chắn là các quý vị chúng ta đã đều biết tới Đài Chi Lai rồi. Có quý vị nào không biết tới Đài Chi Lai không ạ? Chắc chắn là biết tới rồi. Tại vì sao ạ? Tại vì Đài Chi Lai Việt Nam đã có mặt trên thị trường đến ngày hôm nay là 13 năm rồi. Quý vị nha, 13 năm. Và trước khi chúng ta muốn tìm hiểu tới bất kể cái gói sản phẩm nào, có bất kể công ty bảo hiểm nhân thọ nào, thì có lẽ rằng là quý vị chúng ta cần tìm hiểu tới công ty. Ở đây thì có các anh chị là quản lý, là tư vấn viên của Đài Chi Lai Việt Nam. Thì các anh chị quản lý và tư vấn viên cũng đã có phần nào mà giới thiệu cho quý vị một vài các thông tin của Đài Chi Lai Việt Nam rồi. Nhưng ngày hôm nay thì Việt sẽ mang tới cho quý vị cái thông tin của Đài Chi Lai Việt Nam một cách chính thức nhất. Từ những cái thông tin này thì quý vị có thể thấy được rằng là Đài Chi Lai Việt Nam sẽ ra đời như thế nào, hình thành ra sao, các cái dòng sản phẩm của Đài Chi Lai hướng tới cho khách hàng ra sao.
Thì trong cái buổi tối ngày hôm nay, Việt sẽ có khoảng tầm, xin quý vị khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ. 1 tiếng đồng hồ có được không quý vị? Được không ạ? Được. Được thì cho phép Việt sẽ trình bày với quý vị cái khoảng thời gian trong vòng 45 phút thôi, không đến 1 tiếng. Có được không ạ? Được. Một tràng pháo tay đi quý vị. Thưa quý vị, Việt thấy rằng là có mỗi đằng kia là đang vỗ tay to, phía này vỗ tay rất nhỏ, phía này vỗ tay rất nhỏ. Người ta nói rằng là cứ mỗi một cái vỗ tay của chúng ta sẽ tăng cái tuổi thọ lên tầm 3 giây. Quý vị có muốn tăng lên thì tầm 3 phút đâu. Có vỗ tay to quý vị. Rất là vui, cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị. Ngày hôm nay thì Việt sẽ chia sẻ với quý vị về Đài Chi Lai Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Đầu tiên tôi đôi nét về Đài Chi Lai, và tiếp theo sẽ giới thiệu quý vị đến vai trò của những bảo hiểm họ và cái sản phẩm mà Đài Chi Lai Việt Nam sẽ mang tới cho quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Buổi tối ngày hôm nay tôi sẽ gửi tới cho quý vị một cái sản phẩm rất đặc biệt, và chắc chắn đây là một sản phẩm của quý vị chúng ta đang mong muốn sở hữu cái sản phẩm này. Tại sao tôi nói mong muốn sở hữu sản phẩm này thì chút nữa tôi sẽ bật mí cho quý vị. Thưa quý vị, trong cái buổi tối ngày hôm nay thì quý vị có thể thấy được rằng là một cái thời tiết rất là se se lạnh. Chúng ta có thấy rằng hiện tại bây giờ bên Nhật Bản thì nhiệt độ nó cũng không phải như này đâu, nó còn lạnh hơn như này cơ. Và thưa quý vị, trên đây là cái hình ảnh này của đất nước Nhật Bản. Và Đài Chi Lai là một trong những doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, thưa quý vị. Và thưa quý vị, trụ sở chính của Đài Chi Lai Nhật Bản là ở tại trụ sở chính là tại Tokyo, Nhật Bản. Và Đài Chi Lai đã có 118 năm kinh nghiệm rồi, thưa quý vị. Với kinh nghiệm này thì Đài Chi Lai có hơn 64 tỷ USD doanh thu phí mới hàng năm trung bình. Và quý vị có thể thấy được rằng là với cái mức doanh thu này thì Đài Chi Lai trên toàn cầu đã và đang phát triển với cái mức độ rất là mạnh mẽ. Hơn thế nữa thì Đài Chi Lai Việt Nam cũng như là Đài Chi Lai Nhật Bản đang có một cái số vốn rất là lớn, lên tới là 515 tỷ USD. Nhờ một cái số vốn này mà Đài Chi Lai Việt Nam đã được thừa hưởng. Ban giám đốc ở Đài Chi Lai Việt Nam nói một câu rất là tự tin: Đài Chi Lai không thiếu gì ngoài tiền, chỉ có tiền thôi. Vậy ở đây nói một cách khách quan là Đài Chi Lai sẵn sàng chi trả cho khách hàng, kể cả khách hàng có cái mức độ bảo vệ cao đến như thế nào, Đài Chi Lai vẫn bảo vệ. Và hơn thế nữa thì Đài Chi Lai có một cái khẩu hiệu là một công ty bảo hiểm nhân thọ tốt nhất. Chúng tôi không cần phải lớn nhất ở trên cái thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam, mà chúng tôi chỉ cần phải tốt nhất thôi. Mà đã là tốt nhất rồi thì thưa quý vị, tất cả quý vị khách hàng chúng ta sẽ tìm tới công ty bảo hiểm nhân thọ Đài Chi Lai Việt Nam. Ở đây quý vị có thể thấy được rằng là tại Việt Nam có 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. Quý vị có thấy rằng là Đài Chi Lai có một cái slogan mà gắn liền với cái thương hiệu của Đài Chi Lai không? Và Đài Chi Lai không cần phải mang thương hiệu này đi quảng cáo ở trên TV, đi quảng cáo ở trên banner, backdrop, hay phải đi thuê những cái trang quảng cáo ở trên mạng. Đài Chi Lai không làm được. Từ trước đến giờ Đài Chi Lai không mất một đồng tiền quảng cáo, quý vị. Ở đây quý vị có thấy là những cái doanh nghiệp bảo hiểm khác họ quảng cáo rất nhiều, nhưng Đài Chi Lai thì không. Quý vị đã thấy tin ở trên TV quảng cáo với Đài Chi Lai chưa? Chưa, đúng không? Chưa có một tin nào quảng cáo của Đài Chi Lai giật ít ở trên mạng xã hội hay là ở trên TV cả. Nhưng tại sao người dân Việt Nam lên tới 3 triệu khách hàng, 3 triệu người dân Việt Nam tham gia hoạt động bảo hiểm với Đài Chi Lai Việt Nam? Vậy đó là một cái minh chứng rất là rõ nét về cái mức độ nổi tiếng của Đài Chi Lai Việt Nam, dựa vào hơn 95.000 nhân viên của Đài Chi Lai Việt Nam trên toàn quốc. Vậy ngày hôm nay phòng kinh doanh Bắc Linh 21 và trưởng phòng kinh doanh là Bạn Đếm đã mở ra cái chương trình hội thảo trên khách hàng VIP này dành cho toàn thể quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Thì quý vị chúng ta đã và đang nhận được những cái thông tin trực tiếp từ tư nhân viên của chúng tôi, chứ không phải từ bất kể cái thông tin truyền thông nào khác. Và thưa quý vị, Đài Chi Lai đã có cái sự phát triển rất là mạnh mẽ ở trên toàn thế giới này, bao gồm châu Mỹ, châu Âu, châu Úc và đặc biệt là châu Á. Thì Đài Chi Lai phát triển rất là mạnh mẽ, và mạnh mẽ hơn nữa đó là tại thị trường Việt Nam. Tại sao mình phải nói là mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam? Thị trường Việt Nam là một thị trường mới nổi, là một thị trường mà gọi là rất là non trẻ. Nhưng chính vì nó mới nổi, chính vì non trẻ thế lên ấy,
đất nước Việt Nam chúng ta mới tiếp cận vào cái ngành bảo hiểm nhân thọ này mới được có bao nhiêu? Hơn 25 năm rồi. Mới gọi là đang phổ cập bảo hiểm nhân thọ. Thế là rất nhiều khách hàng vẫn đang chưa hiểu bảo hiểm nhân thọ. Nó khác bảo hiểm xã hội, nó khác bảo hiểm y tế, bảo hiểm nào. Và rất nhiều người có một cái ác cảm với bảo hiểm nhân thọ. Thì đó chính là cái nhiệm vụ và trách nhiệm của những người làm bảo hiểm như tôi, như bạn Đế, những anh em, những anh chị em đã và đang làm cho nhân viên bảo hiểm ở tại Việt Nam, để giúp cho người dân Việt Nam chúng ta hiểu rõ hơn về bảo hiểm nhân thọ một cách đúng nghĩa. Nhiều người thấy rằng bảo hiểm nhân thọ là một cái gì khi mà tôi hàng năm tôi cứ phải đóng tiền vào và nó không có một cái tác dụng gì. Nhiều người nghĩ như vậy, nhưng không, bảo hiểm nhân thọ nó chỉ phát huy tác dụng khi rủi ro xảy ra với mình, phải không ạ? Khi rủi ro xảy ra thì chúng ta mới cảm nhận được cái vai trò và ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ. Và thưa quý vị, ở tại Việt Nam chúng ta có thể thấy rằng là đây là những thương hiệu, những thương hiệu mà nó ăn sâu vào cái lòng, ăn sâu vào cái máu của người dân Việt Nam rồi. Có ai đi xe ô tô để không chọn Honda không ạ? Có ai đi xe máy không chọn Honda không ạ? Và có ai xem tivi không chọn cái yếu tố đầu tiên đó là Sony không ạ? Dùng điều hòa không phải dùng Daikin không ạ? Panasonic không ạ? Thưa quý vị, đó là Nhật Bản đấy. Và đây là những cái sản phẩm hữu hình mà đất nước Nhật Bản và con người Nhật Bản họ đã làm ra và khẳng định cái thương hiệu cũng như chất lượng của sản phẩm của Nhật Bản tới người dân Việt Nam. Và thưa quý vị, Daiichi Life chính là một trong những thương hiệu, một trong những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất về những sản phẩm phi nhân thọ hay những sản phẩm gì ạ? Nhân thọ. Và thưa quý vị, Daiichi Life là một trong những công ty bảo hiểm top đầu ở tại Nhật Bản. Ở tại Nhật Bản thì Daiichi Life là một trong top 2, thưa quý vị. Còn ở tại Việt Nam thì Daiichi Life là một doanh nghiệp đầu tiên cũng như là duy nhất về bảo hiểm nhân thọ ở tại Việt Nam của Nhật Bản, hướng tới người dân Việt Nam. Và thưa quý vị, trụ sở chính của Daiichi Life Việt Nam là mở 149-151 Nguyễn Văn Chỗi, Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Và Daiichi Life Việt Nam đã có 13 năm gắn bó với cột mốc vào tháng 12 năm 2019. Chúng tôi đã cán mốc dịch vụ lên tới 3 triệu khách hàng. Và đến ngày hôm nay thưa quý vị, thì không còn là 3 triệu khách hàng nữa. Đến ngày hôm nay nó phải là 3 triệu rưỡi khách hàng rồi. Quý vị có thể thấy được rằng là người dân Việt Nam chúng ta, tổng số người dân, dân số lên tới là 96 triệu dân. Mới chỉ có 8% cho đến 10% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ mà thôi. Vậy tôi cứ lấy một cái con số trung bình là 10 triệu dân, đồng nghĩa vấn đề là 10 triệu dân đó tham gia vào bảo hiểm với tất cả doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. Thì riêng Daiichi Life Việt Nam đã là 3 triệu rưỡi rồi. Còn lại những cái số còn lại thì sẽ dành cho 17 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ khác nhau. Vậy thì có thể thấy được rằng là Daiichi Life Việt Nam có tầm ảnh hưởng như thế nào. Và cái sản phẩm sắp tới khi mà mình giới thiệu với quý vị ấy, thì cái sản phẩm này lên tới 3 triệu khách hàng người dân Việt Nam họ tin dùng và họ đang sử dụng sản phẩm này. Và hàng ngày họ đang sử dụng sản phẩm này ở các bệnh viện. Nếu như quý vị hay vào Vinmec, hay vào Hồng Ngọc, hay vào Thu Cúc, hay vào Tâm Anh, quý vị thử hỏi xem cái thẻ chăm sóc sức khỏe nào của công ty bảo hiểm nào được dùng nhiều nhất, thì người ta nói rằng đây chỉ là, quý vị thử đi hỏi người thật thì thật. Và thưa quý vị, với hơn 90.000 nhân viên, đây là cập nhật vào năm 2019, đến hiện tại bây giờ phải là 95.000 nhân viên rồi. Thưa viên chúng tôi vào đây rất là nhiều. Và thưa quý vị, với cái chiếc lý kinh doanh với hơn 118 năm, thì Daiichi Life mong muốn rằng chúng tôi là một công ty bảo hiểm nhân thọ tốt nhất trên thị trường bảo hiểm nhân thọ trên thế giới cả, chứ không nhất thiết cứ phải ở Việt Nam mà trên thế giới. Và thưa quý vị, ở tại thành phố Bắc Ninh thì Daiichi Life đã có chuỗi 7 văn phòng tổng lý. Và sắp tới thì Daiichi Life sẽ mở thêm 2 văn phòng tổng lý nữa ở tại Yên Phong, thị xã Yên Phong sẽ mở thêm 2 văn phòng nữa. Và thưa quý vị, ở tại thành phố Bắc Ninh thì chúng tôi có văn phòng Bắc Ninh 1 ở tại 563 Hàn Nguyên. Và tôi đang là giám đốc phát triển kinh doanh của văn phòng này. Thưa quý vị, đây là văn phòng đẻ ra tất cả văn phòng ở tại thành phố Bắc Ninh cũng như ở tại tỉnh Bắc Ninh. Vậy quý vị có thể thấy được rằng là bạn Đếm cũng sinh ra từ văn phòng này. Quý vị có thể thấy được rằng là những cái kinh nghiệm cốt lõi nhất, những kinh nghiệm lâu đời nhất
của Dai Chi Lai ở tại Bắc Linh này thì chúng tôi đều lĩnh hội và chúng tôi đều mang tới những kinh nghiệm đó tới cho quý vị khách hàng trong chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Và thưa quý vị, với cái đóng góp hơn 32 tỷ đồng trong 13 năm vừa qua, với những hoạt động về hỗ trợ cộng đồng như là mang ánh sáng đến cho người mù, hỗ trợ cứu trợ đồng bào miền Trung trong những thời gian vừa qua, và hơn thế nữa thì chúng tôi thành lập ra một cái quỹ là quỹ vì cuộc sống tươi đẹp. Nhờ một cái quỹ này mà chúng tôi đã cung cấp cho rất nhiều người dân, kể cả không tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với Đa Chiêu Việt Nam cũng nhận được quyền lợi. Và quyền lợi đây là gì? Đây là quyền lợi phúc lợi xã hội, thưa quý vị. Và với sự cố gắng và nỗ lực của mình thì Đa Chiêu Việt Nam vào cái ngày 17 tháng 1 năm 2018 thì Đa Chiêu Việt Nam đã đón nhận cái huân chương lao động hạng 3 do nguyên phó chủ tịch nước bà Đặng Thị Ngọc Thịnh bà trao tặng cho Đa Chiêu Việt Nam. Vậy rất nhiều người nói rằng ô Đa Chiêu Việt Nam hay là những công ty bảo hiểm nhân thọ lừa đấy. Ô lừa, tại sao lại được tận phó chủ tịch nước trao tặng bằng khen, thưa quý vị? Lừa tại sao hàng năm chúng tôi vẫn làm những cái chương trình phúc lợi trong xã hội cho những người neo đơn, cho những cháu bé mà bị mù bẩm sinh, thưa quý vị. Chúng tôi hỗ trợ cho các cháu được nhìn thấy ánh sáng. Vậy tại sao lại nói là công ty bảo hiểm nhân thọ rất lừa? Chỉ có một cái điều duy nhất như này, thưa quý vị. Người dân Việt Nam không hiểu về luật kinh doanh bảo hiểm nhân thọ. Chính vì vậy, có nhiều cái lý do khi mà cái thời gian đóng phí nó trong vòng 15 cho đến 25 thì người dân cảm giác rất là lâu. Nhưng không, một chiếc điện thoại này của tôi mua chiếc điện thoại này là 28 triệu. Và tôi chỉ được bảo hành có bao nhiêu ạ? Một năm thôi. Còn riêng Dai Chi Lai Việt Nam thì bảo hành quý vị lên tới 25 năm. Quý vị chỉ cần đóng phí 25 thôi, 5 năm sau quý vị không cần phải đóng nữa, miễn phí luôn, công ty bảo vệ cho quý vị. Và đáo hạn hợp đồng quý vị đồng về tiền tỷ. Tại sao ở Hà Nội, tại sao ở Hồ Chí Minh có rất nhiều cái ông bà Tây Ba Lô, người ta đến Việt Nam chúng ta để làm gì? Để du lịch, đơn giản thôi. Tại vì ở nước ngoài họ tham gia đồng bảo hiểm nhân thọ đóng trong vòng 25 đến năm 21 họ thu cả tiền tỷ đô la, quý vị nhé. Và họ sang những đất nước đang phát triển như Việt Nam chúng ta để hưởng thụ. Vậy tại sao Việt Nam chúng ta không nghĩ một cái chiều hướng rất xa như vậy? Để sau này, bây giờ giả sử như tôi, năm nay tôi 33 tuổi, tôi tham gia hai cái gói hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của hai doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ khác nhau. Và cái số tiền bảo hiểm cũng như cái giá trị của tôi lên tới 3.2 tỷ. Một ngày nào đó khi tôi không còn trên đời này nữa thì thưa quý vị, vợ tôi sẽ cầm 3.2 tỷ. Và nếu như mà cuộc sống của tôi yên bình sống trong vòng 25 năm tiếp theo, sau này tôi cầm về 2 tỷ cho đến 3 tỷ. Vậy đó là tiền gì ạ? Đó là tiền lương hưu, quý vị. Và bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm nhân thọ nó có gì khác nhau? Y tế sẽ giúp quý vị chúng ta sẽ có một cái lộ trình điều trị, nhưng mà lại điều trị từ cái gì ạ? Từ cái cơ quan y tế địa phương cấp nhỏ nhất cho đến cơ quan cao nhất. Tôi thưa với quý vị, đi khám bệnh, giả sử như ung thư, đi từ cái cấp nhỏ nhất đến cấp lớn nhất, ung thư chết lâu rồi, phải không quý vị? Nhưng riêng đây trên Việt Nam thì quý vị hãy vào bệnh viện xịn xò nhất cho tôi, hãy vào cái bệnh viện nào nó lớn nhất cho tôi. Tại vì sao? Tiền của quý vị không phải bỏ một đồng nào, đang chi lo cho. Nhưng số tiền bảo hiểm lớn, đồng nghĩa vấn đề trách nhiệm quý vị đóng phí cao. Thì đây là cái việc mà khách hàng cần phải làm đúng nghĩa vụ của mình. Và Dai Chi Lai Việt Nam sẽ làm đúng cái bổn phận của mình, đó là bảo vệ cho khách hàng. Và thưa quý vị, chúng ta có thể thấy rằng là Dai Chi Lai ra đời để bảo vệ cho khách hàng trước những rủi ro trong cuộc sống. Và quý vị có thể thấy được rằng là rủi ro nó sẽ đe dọa cái ước mơ. Và tôi khẳng định rằng trong mỗi chúng ta ở đây, trong mỗi quý vị khách hàng ngồi đây, ai cũng có ước mơ. Bản thân tôi đây, tôi còn có ước mơ không chị quý vị? Tôi chỉ ước mơ là có sức khỏe, nhà lầu xe hơi. Xe hơi có rồi nhưng chưa có nhà lầu. Nhà tôi bây giờ chỉ có nhà 3 tầng, nhà lầu chỉ 7 tầng. Đấy gọi là nhà lầu, phải không ạ? Và thưa quý vị, cái ước mơ này nó sẽ bị ảnh hưởng bởi gì ạ? Cái rủi ro trong cuộc sống. Vậy rủi ro cuộc sống sẽ là gì ạ? Nó sẽ là ốm đau, bệnh tật, tai nạn và mất sớm. Đó là những rủi ro chúng ta không thể nào đàm phán được, mà nó đến với chúng ta bất ngờ, bất thình lình luôn. Tôi kể cho quý vị một câu chuyện
với một cái ông ở gần nhà ông. Ông ấy đi xem bói rồi ông ấy, ông thầy bói nói rằng vào cái tháng riêng này kiểu gì anh cũng ra đi. Và ông ấy sợ quá, ông chỉ ở nhà thôi. Và ông ấy nằm ngủ bất thình lình, cái đèn chùm rơi thẳng mặt. Thưa quý vị, đây là câu chuyện có thật luôn. Và đó là rủi ro đấy. Và cách đây khoảng tầm hơn 100 năm, có một bà thầy bói là Văn Gia. Bà ấy nói rằng vào cái thập niên 21 ấy, vào cái năm 2020 này này, là cụ thể hơn là vào năm 1990 mấy, nhưng mà đến năm 2020 bắt đầu những cái rủi ro ấy bắt đầu hiện hữu ra. Đó là gì ạ? Dịch. Đó là thiên tai. Đó là rất nhiều rủi ro khác ở trên thế giới này. Phải rủi ro đấy. Và quý vị có thể thấy rằng là trong cuộc sống này, thưa quý vị, chúng ta có ước mơ là mong muốn cho con cái chúng ta ăn học thành tài. Bản thân Việt có một người con, cháu hôm nay là 4 tuổi. Và tôi mong muốn là sau này 18 tuổi nó ăn học thành tài, nó tự đi làm kiếm ăn, lo cho bản thân của nó. Và quý vị cũng vậy thôi. Và tiếp theo chúng ta cũng mong muốn này, đây nhà lầu xe hơi, du lịch tưởng thưởng này, này sau này là về già chúng ta có tiền để làm gì ạ? Để không phải phụ thuộc vào con cháu thôi quý vị. Người ta nói rằng là nếu như ấy, sau này chúng ta già ấy, mà chúng ta phải xòe tay ra để xin tiền con cháu ấy, thưa quý vị, đó là một điều mà các cụ không bao giờ mong muốn. Tại vì sao không muốn ạ? Tại vì các cụ mong muốn rằng bây giờ tao có tiền lương hưu này, kể cả có nuôi hay không nuôi tao vẫn có tiền. Nhưng mà trên thực sự bây giờ thưa quý vị, 10 con không nuôi được một mẹ. Vậy quý vị cũng là sau này cũng sẽ là già đi, và quý vị cũng sẽ có những cái đứa con. Và thưa quý vị, lúc chúng ta già đi thì những đứa con chúng ta đã trưởng thành hay chưa? Nó đã làm ra tiền hay chưa? Hay bản thân nó còn chưa lo cho nó xong đến lo cho mình. Vậy bản thân chúng ta cần phải lo ngay từ ngày hôm nay, để 20 năm sau, 30 năm sau, 40 năm sau hay 50 năm sau nữa, chúng ta ngồi một chỗ chúng ta vẫn có tiền tiêu nhờ vào cái tiền tích lũy hàng ngày, hàng năm của chúng ta vào bảo hiểm học. Và thưa quý vị, người quyết định và chịu trách nhiệm đó chính là quý vị, là những người trụ cột trong gia đình. Nhiều người tham gia hợp đồng bảo hiểm nói rằng không, em ơi, anh chỉ tham gia cho con thôi. Việt nói lạ này, tại sao chỉ tham gia cho con anh? Mà anh không tham gia cho chính bản thân anh, tại vì anh là cái máy in tiền ấy. Một ngày nào đó cái máy in tiền nó bị trục trặc thì ai là người lo cho con anh? Thưa quý vị, lúc đấy anh ấy mới nhớ tuổi già. Và một cái câu chuyện khác nữa thưa quý vị, ở trên Mộc Châu, một câu chuyện có sẵn luôn và có thật luôn. Một cái ông chủ trang trại, ông ấy nuôi tầm 100 con bò sữa, mỗi một con bò sữa tầm 40 triệu. Và một ngày tư vấn viên của chúng tôi đến hỏi cái anh chủ trang trại đó: ô bác ơi, bác nghe nói bác còn mua bằng đồng bảo hiểm cho tận một con bò sữa. Vậy một con bò sữa bị u vú, không ra được sữa, là công ty bảo hiểm sẽ phải chi trả cho cái nhà đấy khoảng tầm 40-50 triệu một con bò. Có thì quyết định nhanh. Và tư vấn viên chúng tôi hỏi một cách rất đơn giản: ô, 100 con bò đều có hợp đồng bảo hiểm, vậy bác có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho mình chưa? Ông gãi đầu: tôi chưa. Ổn, hóa ra bác không bằng con bò của mình. Đúng không quý vị? Không bằng con bò của mình luôn. Khi rủi ro thì không có một ai bảo vệ cho bác. Đây là một điều thực sự cảm thấy rằng là ồ, ông cảm thấy rằng khéo là mình phải tham gia luôn. Và thưa quý vị, trong cái tháng đó công ty chúng tôi đã ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho bác đó là 100 triệu. Bảo vệ cho bác rồi. Số tiền bảo hiểm lên tới là tỷ đồng thưa quý vị. Và thưa quý vị, đó là những câu chuyện ngoài đời thường có thật. Nhưng ngày hôm nay tôi lấy ví dụ để cho quý vị chúng ta có thể thấy được rằng là bảo hiểm nhân thọ nó có cái giá trị như thế nào đối với con người chúng ta. Và thưa quý vị, bệnh tật, tai nạn và mất sớm, nó sẽ làm gãy đi cái cây cầu cuộc sống này và làm hỏng đi cái ước mơ của chúng ta. Toàn bộ ước mơ của chúng ta, nhà lầu, xe hơi, vợ đẹp, bồ đẹp nữa, cũng đều không có nữa thưa quý vị. Và thưa quý vị, nếu như vậy chúng ta phải thấy rằng là rủi ro sẽ không bao giờ báo trước. Với những rủi ro không báo trước đó, năm 2020 gắn liền với rủi ro. Vừa qua thôi thưa quý vị, một cái tin buồn, nghệ sĩ Chi Tài ra đi. Và trong năm 2020 rất nhiều nghệ sĩ cũng ra đi rồi thưa quý vị. Vậy tại sao ạ? Có ai biết được ông này đột quỵ không?
Có ai biết là ngày nào ông cũng chạy cầu thang từ tầng 1 đến tầng 18, rồi đến tầng 18 đi xuống, không may ngày đấy ông đột quỵ. Chính bản thân Chí Tài cũng không nhận ra cái điều đó. Và ngay ở trong cái bộ phim là bố già ông Chí Tài ông đang đóng ấy, cũng không nghĩ rằng là trong kịch bản bộ phim sẽ để cho ông bố già này bị chết. Nhưng mà không ngờ đời thực ông lại chết thật. Thì thưa quý vị, đó chính là rủi ro rồi. Và rủi ro sẽ đến rất nhiều. Ung thư tại Việt Nam là đứng top 2 thế giới. Và thưa quý vị, ung thư là một kẻ sát nhân toàn cầu. Và đặc biệt ở tỉnh và thành phố Bắc Ninh là một trong những tỉnh thành có tỷ lệ ung thư cao nhất đất nước Việt Nam. Vì sao ạ? Nhà máy nhiều. Vì sao ạ? Ô nhiễm. Vì sao ạ? Độc hại. Vì sao ạ? Khói bụi ở các cái khu công nghiệp này chúng ta phải hít vào, thưa quý vị. Người ta nói rằng không hít thì chết luôn, mà hít chết từ từ. Hoặc là quý vị, chúng ta có thể thấy được rằng ăn uống bây giờ ấy, có rất nhiều thực phẩm bẩn mà chúng ta không thể nhìn được, thưa quý vị. Quý vị có biết cái quả hồng ngọt, quả hồng giòn ấy? Quả hồng nó bình thường vứt ra là nó làm rất là chát, không thể ăn được. Nhưng chỉ ngâm vào hóa chất của Trung Quốc thôi, ngọt lị. Chúng ta đang ăn đấy, phải không ạ? Thôi thì lại một câu nữa, ăn thì chết dần dần, mà không ăn thì chết luôn. Vậy chúng ta chọn chết dần dần, phải không ạ? Vậy với cái quan điểm của chúng ta là chết dần dần đó, thì chúng ta đã có đủ tiền và kinh phí, cũng như là những cái gì gọi là tài chính để là bảo vệ chúng ta trước rủi ro chưa? Và thưa quý vị, trên thế giới và tại Việt Nam luôn, ở trên thế giới thì mỗi 2 giây thì có một người chết vì bệnh tim mạch. Từ nãy đến giờ tôi nói quý vị trong vòng 15 phút, ít nhất cũng có một tầm chục ông ra đi rồi, phải không ạ? Chục ông ra đi rồi đấy. Nhưng mà tại sao chúng ta không cảm nhận được? Tại vì nó rộng quá. Và hiện tại bây giờ thưa quý vị, đã và đang có những người khách hàng đang sử dụng quyền lợi bảo hiểm của Đa Chi Lai Việt Nam rồi. Và chúng tôi chi trả hàng chục triệu, hàng trăm triệu ngay bây giờ rồi, thưa quý vị. Nhưng mà chúng ta không cảm nhận được, vì sao? Nó rộng quá. Mà chỉ có những cái cầu lối như Việt đứng đây, như anh Đếm đứng kia, và các anh chị quản lý và tư duy chúng tôi ở tại đây, thì quý vị có thể cảm nhận được phần nào. Và thưa quý vị, mỗi 5 giây một người chết vì bệnh nhồi máu cơ tim. Đó, mỗi 5 giây. Và cái ông Chí Tài đấy, nằm trong cái 5 giây này đấy, phải không ạ? Nhưng tại sao ông được nổi tiếng như vậy? Tại vì ông là một nghệ sĩ lâu năm, cả cái thế giới phải biết ông, biết ai là người Việt, hiểu biết hết. Và thưa quý vị, mỗi 12 giây là một người chết vì bệnh đột quỵ. Ở Việt Nam thì thêm 200.000 người mắc ung thư mỗi năm và tử vong lên tới 82.000 người. Hơn 10.000 người mắc bệnh suy thận mãn tính và chi khoảng 4.000 ca được chuẩn đoán và điều trị. Nếu quý vị có thể thấy được rằng ra bệnh viện Bạch Mai có một làng bên cạnh bệnh viện Bạch Mai, đó là làng chạy thận. Những cái ông bà bị thận, suy thận mãn tính như này không được phép sống cách xa bệnh viện quá 5 cây số. Tại vì chỉ cần muộn cái giờ chạy thận thôi là ông ấy ra đi rồi, là ông ấy tử vong rồi. Ông ấy phải đợi để có một quả thận nào đó hợp với cái máu của mình và hợp với cơ thể của mình. Và thưa quý vị, đó chính là rủi ro. Những cái sản phẩm của Đa Chi Lai Việt Nam ngày hôm nay tôi chia sẻ với quý vị, nó còn hỗ trợ cho quý vị trong việc cấy ghép nội tạng, trong đó cả cấy ghép thận luôn. Công ty chúng tôi sẽ chi trả cho quý vị cái đó. Một quả thận bây giờ là 150 triệu đến 200 triệu thì Đa Chi Lai Việt Nam sẽ chi trả cái số tiền đó. Đây một điều rất là tuyệt vời. Ngày hôm nay tôi chia sẻ. Vâng, thưa quý vị, chúng ta có thể thấy rằng là chiếc giường đắt giá nhất đó là giường gì ạ? Giường gì đấy quý vị? Giường bệnh. Có giường nào đắt giá hơn không? Không có giường nào đắt giá hơn. Cái giường bệnh này, cái câu nói này đã được ông Stephen Jobs, ông ấy thốt lên vào những ngày cuối đời của ông. Thưa quý vị, bản thân quý vị đã sử dụng iPhone là sản phẩm dịch vụ này đấy, phải không? Và ông ấy ra đi rồi và ông nói lên câu này thực sự quá hay luôn. Ông là người rất nhiều tiền nhưng ông lại nói ra được cái câu này, thưa quý vị. Cái giường đắt giá nhất đó chính là cái giường bệnh. Và thưa quý vị, nhiều người cứ nói rằng từ từ rồi hãy tham gia bảo hiểm nhân thọ. Rồi đến khi đứng ở trước cái cửa kính như này, cái cô y tá cô hỏi: bác có bảo hiểm y tế không? Không. Bảo hiểm nhân thọ không? Không. Bảo hiểm xã hội không? Không. Bác đóng cho em 150 triệu tiền phí nhá.
Thế là bắt đầu về nhà tá hỏa, bao nhiêu đất đai ruộng là bán hết. Người ta nói rằng là có cái câu chuyện của chị Dậu ấy, có con chó còn bán đi quý vị, con còn bán đi quý vị, nếu như rủi ro đến quý vị. Và thưa quý vị, ung thư với những gánh nặng, bệnh tật với những gánh nặng sẽ mang tới chúng ta một cái tương lai tài chính thật là đen tối. Vậy quý vị thấy rằng chúng ta có luôn 80 triệu để cho một cái ca phẫu thuật không ạ? Có ạ, ai có luôn 80 triệu để cho một ca phẫu thuật? Tất cả quý vị đây đều có 80 triệu cho một ca phẫu thuật. Nhưng quý vị có muốn bỏ cái tiền đấy ra không ạ? Tất cả chúng ta sẽ nói rằng tôi sẽ không muốn bỏ tiền đấy ra, nhưng tôi muốn công ty bảo hiểm nhân thọ bỏ tiền đó ra. Thì thưa quý vị, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ bỏ cái khoản tiền đó ra để chi trả cho quý vị nếu không may gặp rủi ro. Và bản thân quý vị có 120 triệu cho một ca phẫu thuật thay van tim không? Và chúng ta có 180 triệu cho một đợt xạ trị không? Một lần xạ trị đã là 10 triệu rồi, 10 lần xạ trị là 100 triệu rồi. Và thường thường ấy, xạ trị ấy, nó khoảng tầm 25 lần thưa quý vị, nó sẽ chia ra làm 3 đợt xạ trị. Đến 25 lần mà chưa khỏi mà vẫn còn dễ bám thì thưa quý vị, xác định chùi vào hòm. Và đây là cái gánh nặng tài chính của chúng ta, gánh nặng tài chính cho chính chúng ta thưa quý vị. Vậy bản thân chúng ta bây giờ đang rất là khỏe mạnh. Nhiều người nói rằng là thôi, đang khỏe mạnh này cần gì bảo hiểm, tiền cứ để hút thuốc đã, cứ để uống rượu ra, cứ để ăn chơi nhảy múa chắc đáng ra. Nhưng khi rủi ro bắt đầu mới về, vợ con nó mới khổ thưa quý vị. Và thưa quý vị, chúng ta có thể thấy rằng là Việt Nam chúng ta còn nghèo. Và đây là nguyên nhân để thưa quý vị, chỉ có 8% dân số Việt Nam có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thực sự. Và ở những cái đất nước như là Malaysia, Singapore, nó lên tới 75-80% dân số có bảo hiểm nhân thọ. Chỉ có 25% người dân không tham gia được là quá tuổi, có bệnh rồi không tham gia được, ít tiền không thể tham gia được. Thì thưa quý vị, nó nằm ở trong con số người dân nghèo. Còn chúng ta, việc khẳng định quý vị ngồi đây, đi vào cái nhà hàng này sang trọng như này, tôi khẳng định quý vị không nghèo. Quý vị là người có tiền. Vậy chúng ta có tiền thì phải chi tiêu một cách thông minh. Tiền phải để vào nhiều giỏ, trứng phải để nhiều giỏ, chứ để một giỏ nó vỡ phát là chết hết, nó không còn trứng ăn đâu. Và tiền cũng vậy thôi quý vị, đầu tư phải đầu tư ra nhiều kênh, kênh này chết còn kênh kia nó bù lại. Và bảo hiểm là một kênh đầu tư rất là hiệu quả, sẽ là giúp cho quý vị có tiền tiết kiệm, sẽ giúp cho quý vị có tiền bảo vệ, và sẽ giúp cho quý vị chúng ta có một kế hoạch tài chính dài hạn trong tương lai. Nhiều người có một kế hoạch, 15 sau tôi phải có 1 tỷ, tức là mỗi 1 năm đóng vào tiết kiệm cho ngân hàng khoảng 100 triệu đúng không quý vị? Nhưng mà nhiều người tiết kiệm đến năm thứ 5 rồi, trong tài khoản có 500 triệu, nhiều tiền quá, bắt đầu tinh thần bắt đầu mới phấn khởi, ra ngoài đường thấy ô tô xịn sò bắt đầu đi mua, nhìn điện thoại đẹp quá đi mua. Thế là kế hoạch tài chính chúng ta trong vòng 10 năm nó không còn nữa thưa quý vị, đó là cám dỗ chi tiêu thưa quý vị. Vậy những cám dỗ chi tiêu hàng ngày nó vẫn đang ở đây, nó vẫn đang hiện diện ở đây thưa quý vị. Bản thân quý vị chúng ta đi ra ngoài, chúng ta nhìn thấy anh em bạn bè có cái này chúng ta cũng muốn có ấy. Nhưng mà thưa quý vị, kế hoạch tài chính trong 10 năm để lo cho con của mình đi ăn học, đi du học của nó phải fix cứng. Nhưng mà thường người Việt Nam chúng ta không làm được điều đó, và toàn nước đến chân mới nhảy thôi. Nước đến chân, bố ơi con đi du học nhé, đơn giản bố bán đất, đúng không ạ? Đến năm thứ hai không may mà mẹ vợ nó có bị ốm, lúc này chúng ta không biết lấy tiền ở đâu, đúng không quý vị? Nhưng nếu mà là bởi nữa, lo cho mẹ vợ, lo cho mẹ của mình, lo cho bố mẹ của mình, lo cho con của mình ngay từ bây giờ, thì tôi khẳng định quý vị là chúng ta có một kế hoạch tài chính dài hạn. Tại sao tôi nói dài hạn? Tại vì bảo hiểm nhân thọ sẽ thu quý vị từng năm một, quý vị sẽ đóng tiền cho Đài Truyền hình từng năm một, và chúng tôi chỉ trả cho quý vị đúng một quyển sổ hợp đồng thôi, không rút tiền. Mà có rút được cũng phải rút lằng nhằng. Nhiều người nói rằng rút tiền bảo hiểm lằng nhằng lắm. Thưa quý vị, đó chính là cái kế hoạch tài chính dài hạn mà quý vị sẽ phải đóng một cách trách nhiệm quý vị nha. Tham gia với Đài Truyền hình Việt Nam trong 25 thì thưa quý vị, đến năm thứ 21 quý vị có tiền tỷ trong tay. Nhưng nếu như tham gia bảo hiểm nhân thọ với Đài Truyền hình trong vòng 25, quý vị hủy hợp đồng, quý vị nhận về con số 0. Vì đây là luật kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, nó không phải là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ chúng tôi áp đặt cho khách hàng, mà đây là luật do ông Bộ Tài chính ông ấy quy định cho khách hàng.
Và ông quy định ngược lại cho doanh nghiệp bảo hiểm chúng tôi như sau: nếu như khách hàng tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với Daiichi Life Việt Nam 1 phút thôi, hợp đồng phát hành mà không may khách hàng tử vong, chúng tôi để cho khách hàng 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ, kể cả 10 tỷ chẳng nữa, chúng tôi vẫn phải trả lại cho khách hàng. Vậy lúc đấy có ai nói rằng bảo hiểm lừa không? Không, lúc đấy người ta nói rằng cảm ơn bảo hiểm, vì nhờ có số tiền này mà gia đình của tôi có cả một kế hoạch tài chính 10 năm và con tôi nó không phải ra ngoài đường nó ăn xin. Phải không quý vị? Chúng ta có công nhận điều đó không quý vị? Và thưa quý vị, Việt hãy nói rằng với quý vị, chúng ta hãy sinh thêm một người con. Người con nó mang tên là bảo hiểm nhân thọ, mang tên Daiichi Life Việt Nam. Cái người con này thưa quý vị, một năm ăn một bữa ăn một món, đó là polymer, ăn xong nó chui tủ ngủ. Đến khi nào bố mẹ không may gặp rủi ro, nó cho bố mẹ 30 triệu, 40 triệu, 50 triệu lên tới hàng tỷ đồng. Và đây là đứa con vật chất. Có cái đứa con tinh thần, đó là đứa con ở nhà chúng ta, vui buồn thì chúng ta chia sẻ với nó. Nhưng đến 18 năm sau nó mới kiếm ra tiền thưa quý vị. Lúc đấy không may chúng ta gặp rủi ro đấy quý vị, thì nó chỉ nói một câu thôi: bố ơi, bây giờ con biết lấy tiền ở đâu bây giờ thưa bố? Con kiếm tiền ở đâu bây giờ thưa bố? Để con lo cho gia đình mình đây. Và thưa quý vị, chúng ta phải là một những người trụ cột, biết lo xa cái kế hoạch tài chính cho gia đình của mình, chứ đừng lo gần. Lo gần thì chúng ta phải nói thật sự là rất rủi ro. Và thưa quý vị, đây chính là cái câu chuyện mà Việt rất muốn kể quý vị về ý nghĩa bảo hiểm nhân thọ. Và đây chính là cái sản phẩm mà Daiichi Life Việt Nam 3 triệu khách hàng tham gia đấy quý vị. Sản phẩm An Tâm Hương Thịnh Toàn Diện. Đây là một cái sản phẩm dịch vụ mà Daiichi Life Việt Nam đã cung cấp ra ngoài thị trường rất nhiều năm vừa qua, lên tới 3 triệu khách hàng tin dùng. Vậy tôi khẳng định rằng quý vị cũng sẽ tin dùng ở sản phẩm này mà thôi. Và thưa quý vị, với quyền lợi của sản phẩm này, nó sẽ bảo vệ cho khách hàng như sau. Đầu tiên là quyền lợi tử vong và thương tật ở bệnh viện. Tôi giả sử tôi bỏ ra 30 triệu, tôi đóng một khoản phí này, tôi bảo được bảo vệ lên tới 1 tỷ. Không may tử vong, vợ tôi nhận về 1 tỷ. Và nếu như không may mà lại tử vong do tai nạn nữa, nhận được về thêm 200 nữa, có nghĩa được cộng thêm 200 nữa, sẽ được bao nhiêu? 1 tỷ 2. Và thưa quý vị, nếu như mà không may lại còn tử vong do tai nạn đặc biệt, có nghĩa là tôi đi máy bay, không may máy bay nó đâm phải con chim, nổ, tử vong, nhận về thêm 50% nữa, đồng thời là 1 tỷ 500 triệu. Thưa quý vị, thì đó chính là cái quyền lợi bảo hiểm rất là cao của Daiichi Life Việt Nam. Tử vong do ung thư, bên này là gì ạ? Bên này là tai nạn, bên này là gì ạ? Bên này là ung thư. Vậy kể cả tai nạn, kể cả ung thư, có nghĩa kể tai nạn, kể cả bệnh, thì Daiichi Life đều bảo vệ quý vị. Rủi ro nào Daiichi Life cũng bảo vệ quý vị, rủi ro đặc biệt cũng bảo vệ quý vị. Vậy đặc biệt đây là gì ạ? Trên máy bay, trên xe buýt công cộng, thang máy, ở các cái khu chung cư, ở các cái khu gọi là công cộng, cứ gọi là công cộng, thì thưa quý vị sẽ được nhận cái số tiền bảo hiểm đặc biệt. Và hơn thế nữa, Daiichi Life Việt Nam còn có một cái quyền lợi là chu toàn hậu sự lên tới 30 triệu đồng. Có nghĩa là cứ tử vong là Daiichi Life sẽ đi phúng viếng cho khách hàng là 30 triệu đồng. Vậy người ta nói rằng là bạn bè phúng viếng cho tôi 300, anh em họ hàng phúng viếng tôi 3 triệu, nhưng riêng Daiichi Life phúng viếng cho tôi 30 triệu. Và cái số tiền này chúng tôi sẽ không đòi lại đâu. Chúng tôi sẽ không đòi lại. Và cái số tiền này là cái số tiền mà Daiichi Life mang tới cho khách hàng cái giá trị của Daiichi Life. Với rất nhiều quyền lợi linh hoạt, đến 8 quyền lợi linh hoạt của quý vị. Với quyền lợi linh hoạt này thì quý vị chúng ta sẽ được lựa chọn một cái gói sản phẩm dịch vụ rất là tuyệt vời của Daiichi Life Việt Nam. Và thưa quý vị, chúng ta có thể thấy được rằng là một sản phẩm bảo hiểm chính nó được kết hợp với cái sản phẩm bổ sung. Và cái sản phẩm này nó chính là cái sản phẩm bổ sung, nó là sản phẩm thẻ chăm sóc sức khỏe toàn cầu. Ở trong ví của tôi đây có một cái thẻ chăm sóc sức khỏe. Đây chính là cái thẻ chăm sóc sức khỏe. Nó là một cái thẻ healthcare. Cái thẻ này là cái thẻ kết hợp với các bệnh viện liên kết với Daiichi Life Việt Nam và toàn bộ bệnh viện y tế ở trên đất nước Việt Nam. Nếu như không may chúng ta gặp rủi ro, bị ốm, đau bụng, ruột thừa, bất kể cái bệnh gì mà liên quan mà có trong cái danh mục bệnh của Daiichi Life Việt Nam, thì thưa quý vị, cái thẻ này nó sẽ chi trả cho chúng ta cái tiền ngoại trú và tiền nội trú. Ngoại trú là gì? Đi khám có tiền. Nội trú là gì? Làm việc có tiền. Thì cái thẻ này sẽ chi trả cho quý vị
Và thưa quý vị, cái sản phẩm này nó còn cao cấp hơn cái thẻ này. Cái thẻ này nó chỉ có phạm vi sử dụng trong đất nước Việt Nam thôi. Nhưng ngày hôm nay tôi giới thiệu quý vị một cái sản phẩm thẻ, nó sẽ cung cấp cho quý vị, bảo vệ quý vị trên toàn thế giới này. Vậy nhiều người dân nói rằng là tôi bị ung thư, mời bác sang Singapore. Cái thẻ này của chúng tôi kết hợp với một doanh nghiệp, trong những cái bệnh viện nổi tiếng ở bên Singapore. Quý vị sang đấy, chúng ta sẽ có cái danh sách bệnh, sẽ có danh sách danh sách bệnh viện của chúng ta. Và thưa quý vị, hãy cứ vào đó. Alo. Và thưa quý vị, chúng ta có thể thấy được rằng là hãy cứ vào bệnh viện sang trọng đó và hãy cứ sang bên Singapore để chữa trị những căn bệnh ung thư của mình. Thì Dai Chi Life Việt Nam sẽ chi trả tiền cho quý vị nếu như không may chúng ta gặp căn bệnh ung thư và đi ra nước ngoài để chữa bệnh cho nó an toàn, chứ không phải ở Việt Nam nữa. Ở Việt Nam thì tình hình về gì ạ? Y tế nó vẫn đang còn hạn nghèo, nhưng sang bên Singapore thưa quý vị, chúng ta sẽ đảm bảo được cái tình hình y tế chúng ta. Thì thưa quý vị, cái sản phẩm này sẽ bảo vệ trên toàn cầu, quyền lợi lên tới 1 tỷ trên một bệnh, trên một thương tật. Việt hỏi quý vị đã có công ty nào bảo vệ quý vị 1 tỷ một bệnh chưa? Đa trên này Việt Nam sẽ bảo vệ quý vị 1 tỷ một bệnh trên thương tật. Và thưa quý vị, chăm sóc sức khỏe cho cả nhà trên cùng một hợp đồng. Vậy hợp đồng quý vị có thể cho con mình vào, cho bố mình vào, cho vợ mình vào, cho vợ mình vào. Vậy quý vị có thể cho những người thân trong gia đình của mình vào trong một hợp đồng. Và thưa quý vị, sản phẩm thẻ này sẽ có 3 quyền lợi. Quyền lợi đầu tiên là quyền lợi cao cấp, bảo vệ quý vị 1 tỷ một bệnh, một thương tật. Quyền lợi thứ hai là 600 triệu, quyền lợi thứ ba là 300 triệu. Và chúng ta có thể thấy được rằng với cái quyền lợi này nó sẽ có những cái chi tiết, các cái hạng mục về quyền lợi. Nhưng về chi tiết hạng mục quyền lợi này thì tôi xin phép để cho anh Đếm, để cho anh chị tư vấn viên và quản lý chúng tôi đến tận nhà quý vị để chia sẻ và tư vấn với quý vị. Tại vì nó rất là dài. Nhưng mà thưa quý vị, nó có một cái quyền lợi mà lấy mà tôi nói với quý vị. Đó là cái quyền lợi về chi phí điều trị về phẫu thuật nội trú là lên tới 75 triệu. Về tiền phòng nhá quý vị nhá. Tiền phòng cho bản thân chúng ta là 3 triệu. Tiền phòng cho người thân là 1 triệu trên một ngày. Vậy người thân không cần phải nằm ở chiếu nữa mà hay cứ thuê một cái giường bên cạnh để mà làm nha quý vị nhá. Và một quyền lợi tiếp theo đó là điều trị ung thư, hóa trị và xạ trị, chúng tôi sẽ chi trả cho quý vị khách hàng 100%. Có nghĩa là cứ đi xạ trị đi, cứ đi hóa trị đi, thì đây trên đây Việt Nam sẽ chi trả cho quý vị 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu, miễn sao nó nằm trong cái phác đồ điều trị của bác sĩ, chúng tôi sẽ chi trả cho quý vị. Và thưa quý vị, lọc máu, lọc thận 15 triệu trên một năm. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ có gì ạ? Cấy ghép bộ phận nội tạng lên tới 500 triệu đồng. Lên tới 500 triệu đồng. Vậy một quả thận là 200 triệu đồng thì Dai Chi Life Việt Nam sẽ chi trả cho quý vị, chúng ta phải bỏ tiền. Và thưa quý vị, đối với cái sản phẩm này thì có rất nhiều quyền lợi. Thì việc thì nó một lần nữa xin phép quý vị để cho các anh chị thưa dịch của tôi đến tận nhà quý vị chia sẻ quý vị quyền lợi này. Thưa quý vị, người ta nói rằng là tham gia được bảo hiểm nhân thọ lấy tiền khó. Nhưng thưa quý vị, chúng ta cứ thử tham gia mà xem, đừng nói chuyện khó. Tại vì Dai Chi Life Việt Nam sẽ có 3 kênh để có thể chi trả tiền cho quý vị. Thứ nhất là ở tại cái quầy dịch vụ khách hàng tại cái văn phòng của tôi. Thứ hai là quý vị có thể là cài cái app ở Dai Chi Life Connect, đó là cái kênh truyền thông đối với khách hàng của tôi. Cái thứ ba là bảo lãnh viện phí và rất là tiện lợi đối với những khách hàng nào mà đến với bệnh viện Phúc Phúc Hồng Tâm Anh, những bệnh viện mà chúng tôi đã liên kết. Thì quý vị chỉ cần giơ cái thẻ này thôi, nó giống như một cái thẻ ATM ấy, và bệnh viện họ sẽ tự trừ tiền trong cái thẻ này, quý vị không cần phải bỏ ra một đồng nào quý vị nhá. Và thưa quý vị, chúng ta có thể thấy rằng đây là những cái bệnh viện này: Vimec, Hương Việt, Trí Đức, Hồng Ngọc, Meatech, Quốc tế Phương Đông, Việt Pháp, Đông Đô, Hà Thành, Đa Khoa Hà Nội, Tâm Anh, Thu Cúc và An Việt. Đây là những bệnh viện mà liên kết với chúng tôi, quý vị không phải bỏ một đồng tiền nào. Còn quý vị, chúng ta khi mà chúng ta đi khám bệnh viện, ví dụ ở Sanh Pôn, ví dụ ở Bạch Mai, ví dụ như là bệnh viện FT, quý vị chỉ cần lấy cho tôi cái hóa đơn đỏ có cái dấu chiết của bệnh viện là quý vị sẽ thanh toán được. Lúc đấy quý vị hãy liên hệ với các tư vấn của tôi, tư vấn sẽ có trách nhiệm thanh toán tiền cho quý vị, và quý vị chỉ về ở nhà và nhận tiền qua thẻ ATM mà thôi. Và thưa quý vị, chúng ta có thể thấy được rằng là đừng ngại ngần chọn bệnh viện sang trọng. Nhiều người bị bệnh là cứ phải tiết kiệm. Thưa quý vị, đã bị bệnh thì đừng có nói chuyện tiết kiệm. Tại vì lúc mà chúng ta có bệnh là cái lúc mà chúng ta cần chữa trị nhất.
Và thưa quý vị, chúng ta có thể thấy rằng là sản phẩm bổ sung thứ hai là sản phẩm bảo vệ quý vị trước 88 bệnh hiểm nghèo. Sản phẩm vừa rồi là gì ạ? Là cái thẻ healthcare bảo vệ nội trú và ngoại trú. Sản phẩm bảo hiểm thứ hai là sản phẩm bảo hiểm CI88 bảo vệ cho quý vị 88 bệnh hiểm nghèo. Chúng tôi đến từ Nhật Bản, nhưng chúng tôi sẽ không mang danh sách bệnh bên Nhật Bản về Việt Nam để áp dụng, mà chúng tôi mang cái danh sách bệnh của Việt Nam qua những cái năm chúng tôi đã nghiên cứu, những bệnh nào mà nó gần gũi nhất với người dân dễ mắc nhất thì chúng tôi cho vào 88 bệnh này. Và để cho quý vị chúng ta nhận được quyền lợi bảo hiểm tốt nhất. Và thưa quý vị, đặc biệt của cái sản phẩm này, nó sẽ bảo vệ quý vị lên tới 200%. Có nghĩa là bỏ ra có 2 triệu để được bảo vệ lên tới 100 triệu đồng đối với sản phẩm này. Thì nếu như không may mà gặp rủi ro thưa quý vị, thì riêng cái sản phẩm này sẽ chi trả cho quý vị 200%. Vậy 100 triệu sẽ thành bao nhiêu ạ? Thành 200 triệu. Nếu như mà không may bị ung thư giai đoạn đầu, thì chúng tôi chi trả cho quý vị là bao nhiêu ạ? 50%. Giai đoạn sau 50%. Và nghiêm trọng có nghĩa là xác định là thôi đi về với các cụ ấy, thì sẽ là 100% tiếp theo. Tổng sẽ bao nhiêu ạ? 200%. Nhiều các sản phẩm dịch vụ, các công ty bảo hiểm bạn, thưa quý vị, tôi nói một cách như thế này, họ sẽ chi trả cho quý vị khi không may chúng ta vào với các cụ. Có nghĩa là đến cái giai đoạn cuối cùng người ta mới chi trả cho chúng ta 100%. Nhưng riêng ra trên Việt Nam thì tôi mong muốn mang tới cho khách hàng cái sản phẩm dịch vụ tốt nhất. Và sẽ mang tới khách hàng ngay khi khách hàng không may bị bệnh. Ngay khi không may bị bệnh quý vị nhá. Ung thư biểu mô giai đoạn đầu là chúng ta đã được chi trả 50% rồi. Đây là một cái điều vô cùng tốt dành cho tất cả khách hàng. Và thưa quý vị, chúng ta có thấy rằng đây là cái sản phẩm tiếp theo, sản phẩm thứ ba, bảo hiểm tai nạn toàn diện nâng cao. Đó, đầu tiên đó là cái thẻ này. Thứ hai đó là ốm đau bệnh tật ung thư. Sản phẩm thứ hai đấy. Sản phẩm thứ ba là nếu không may có bị rủi ro do tai nạn. Đó là toàn bộ cái rủi ro cuộc sống này là Đài Truyền hình Việt Nam đã bao hết cho quý vị rồi. Chó cắn và tử vong của Đài Truyền hình cũng chi trả tiền. Mèo cắn tử vong cũng chỉ là tiền. Đi ra ngoài ngoài ruộng lúa mà không may cua cắt, mà không may có bị cụt ngón chân của chúng tôi cũng chỉ trả tiền. Thưa quý vị, ở tại Bắc Giang có một khách hàng không may chặt cái lõm chuối, mà không may chuối thì không chặt, chặt bố cái tay của mình đi, chúng tôi chi trả cho khách hàng 400 triệu đồng. Ngón tay quý vị nha. Và thưa quý vị, khi mà là ngón tay ấy, chúng tôi sẽ tính là tỷ lệ thương tật. Và tỷ lệ thương tật này sẽ tính là bao nhiêu phần trăm trên tổng cái số tiền bảo hiểm. Nhưng thật là ông cũng thật là may mắn, cái số tiền bảo hiểm ông lên tới là 5 tỷ. Và thưa quý vị, 5 tỷ tính cái tỷ lệ thương tật nó tương đương khoảng tầm 8%, tầm 400 triệu đồng. Thưa quý vị, và chúng ta có thấy rằng sản phẩm này, quay lại sản phẩm này, đây là sản phẩm bảo hiểm tai nạn toàn diện nâng cao. Có nghĩa là cứ không may gặp rủi ro liên quan đến tai nạn, như tôi vừa nói đấy, cua cắn cũng sẽ được, mèo cắn tử vong cũng sẽ được, chó cắn tử vong cũng sẽ được, ra ngoài vườn mít rơi vào đầu tử vong cũng sẽ được quý vị nha. Thì đấy gọi là cái gì ạ? Gọi là tai nạn nha quý vị. Quyền lợi tử vong do tai nạn đặc biệt 200%. Đặc biệt là gì tôi vừa nói cho quý vị rồi. Quyền lợi thanh toán thương tật, và tiếp theo là hỗ trợ làm viện 100.000 đồng. Thưa quý vị, cái thẻ này chúng tôi đã hỗ trợ cho quý vị về làm viện rồi. Nhưng cái sản phẩm này cũng sẽ hỗ trợ cho quý vị 100.000 đồng làm viện. Thưa quý vị, Đài Truyền hình Việt Nam còn quan tâm tới cái việc mà quý vị gửi xe, quý vị ăn uống hàng ngày, thì Đài Truyền hình Việt Nam cũng để quý vị 100.000 đồng một ngày thoải mái để quý vị chúng ta chi tiêu. Và thưa quý vị, một sản phẩm đi kèm với 3 sản phẩm bổ sung, bao gồm healthcare, bao gồm cái gì ạ? Bao gồm cái gì ạ? CI88 bảo vệ khách hàng trước 88 bệnh hiểm nghèo, bao gồm tai nạn toàn diện nâng cao, tổng sẽ có 3 sản phẩm bảo hiểm bổ sung kết hợp với sản phẩm bảo hiểm chính, đó là sản phẩm an tâm phương trình toàn diện, sẽ bảo vệ quý vị toàn bộ cái rủi ro trong cuộc sống mà chúng ta không cần phải quá lo lắng. Nhiều người chồng đi về, đi làm về nói rằng em ơi ngày hôm nay anh kiếm được 1 triệu phải bỏ ra 800 đút lợn để nếu như không may mà anh có bị làm sao thì còn có tiền mà chi trả cho anh. Nhưng thưa quý vị, bây giờ thì không cần điều đó, bây giờ chỉ cần để tiền cho Đài Truyền hình Việt Nam. Một năm quý vị bỏ ra 15 triệu, 20 triệu, 30 triệu là tùy quý vị, nhưng quý vị sẽ tích góp được một khoản tài chính dài hạn ở trong tương lai để bảo vệ cho quý vị không may nếu gặp rủi ro.
Và nếu như trong cuộc sống này chúng ta không gặp vấn đề gì thì đó là một khoản tiền tiết kiệm và bắt buộc chúng ta phải đóng, thì chắc chắn 20 năm sau chúng ta có tiền tỷ trong tay, thưa quý vị. Và thưa quý vị, chúng ta có thể thấy rằng đây là một bảng minh họa. Mà việc sẽ minh họa thì quý vị với cái mức độ tuổi giống như Việt ở đây. Bên Ngộ Hiểm là chị vợ là chị Bình 28 tuổi, anh An là ông chồng là 30 tuổi. Hai gia đình, gia đình này tham gia vào bảo hiểm nhân thọ với Đài Truyền hình Việt Nam đóng phí là 30 triệu một năm. Và bảo vệ 25 năm mà chỉ cần đóng phí bao nhiêu ạ? 25 thôi. Vậy 5 năm sau là chúng tôi sẽ đóng phí cho khách hàng và chúng tôi sẽ làm gì ạ? Sẽ bảo vệ khách hàng một cách miễn phí, khách hàng không phải đóng phí nữa. Với cái số tiền tiết kiệm 30 triệu trong một năm, vậy thử xem gia đình này được bảo vệ ra sao. Anh chồng được bảo vệ 900 triệu đồng. Có nghĩa là ông ấy mới đi gặp các cụ, ông ấy được 900 triệu đồng luôn. Tai nạn 400 triệu và cộng 100 triệu đồng làm việc mỗi ngày. Bệnh hiểm nghèo 200 triệu đồng. Và chăm sóc đặc biệt là 600 triệu đồng. Tôi chưa chọn gói 1 tỷ nha. Tôi chọn gói 600 triệu đồng. Như vậy tổng số tiền bảo vệ cho chồng là 2 tỷ 130 triệu đồng. Người vợ là 1 tỷ 230 triệu đồng. Và thưa quý vị, chúng ta có thể thấy rằng là tham gia bảo hiểm nhân thọ chúng ta không bao giờ mong muốn nhận được quyền lợi của cái thẻ này. Cái thẻ này bảo vệ chúng ta 600 triệu đồng. Nhưng mà thưa quý vị, một khách hàng mà tiêu hết cái tiền trong thẻ này của tôi ấy, thì chắc chắn là cũng gọi là cơ thể gọi là manh hết ra rồi. Mổ vài lần rồi, xác định là đi vào hòm rồi. Có nghĩa là còn lâu mới tiêu hết tiền trong cái thẻ này. Và thưa quý vị, chúng ta mong là mong cái tiền này này. Chúng ta mong là mong cái tiền đáo hạn này, thưa quý vị này. Gia đình này đóng 30 triệu trước 1 năm nhân với 25 là tổng đóng 600 triệu. Và thưa quý vị, sau 25 năm gia đình này nhận về là 930 triệu đồng với cái mức lãi suất minh họa đó là 7%. Thưa quý vị, đây là cái số tiền mà khách hàng mong muốn và tôi cũng mong muốn, tại vì tôi cũng đang là khách hàng của hai doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. Thưa quý vị, đây là cái quyền lợi và cái minh chứng rõ ràng nhất của khách hàng Nguyễn Thị Hà ở tại Giang Liễu, Phương Liễu, Quế Võ. Chị này nhận được quyền lợi gì ạ? Bảo hiểm nghèo kẻ. Đó, chị nhận được quyền lợi này đấy quý vị. Ở tại bệnh viện gì ạ? Bệnh viện Quốc tế Hồng Ngọc Hà Nội, phẫu thuật viêm ruột thừa. 40 triệu đồng được chuyển vào tài khoản của chị sau khi chị chữa bệnh xong. Một quyền lợi tiếp theo, chi trả quyền lợi cho khách hàng ở tại Yên Lã, Tân Hồng, Từng Sơn, Bắc Ninh ngày 5 tháng 5 năm 2017, số tiền là 61 triệu 200 nghìn đồng, cũng là từ cái thẻ này thôi, cũng là từ cái thẻ này. Và thưa quý vị, đây là quyền lợi sống. Còn quyền lợi chết, đây là quyền lợi chết, có nghĩa là tử vong có tiền. Nhưng mà thưa quý vị, cái bà vợ của chị Nguyễn của anh Nguyễn Văn Cương này, bà ấy khóc lức lở và bà ấy nói tôi không cần số tiền này và tôi cần chồng tôi quay trở lại. Nhưng thực sự là khó quá. Tham gia bảo hiểm nhân thọ chúng tôi chỉ biết chi trả quý vị tiền thôi, chứ tôi không mang được chồng của chị về. Và thưa quý vị, tôi chỉ nói một câu duy nhất thôi. Chị hãy bình tĩnh. Vì anh Cường, anh ấy không còn trên đời nữa, nhưng anh ấy nhờ đây Chi Lai mỗi một năm chi trả tiền cho con chị ăn học. Và thưa quý vị, tôi còn nói vui một câu như này đối với anh em bạn bè đồng nghiệp tôi. Nếu như mà mình có cái thẻ này, mình có cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ này này, thì không may mà có ra đi ấy, vợ mà cũng muốn đi bước nữa rồi lên vái mình ba vái thì mới được phép đi bước nữa, tại vì đang để nó khá nhiều tiền. Phải không quý vị? Vậy nhá, các anh con trai nhá, chúng ta phải cẩn thận và chúng ta chuẩn bị luôn về tương lai sau này. Và thưa quý vị, đó chính là cái minh chứng rõ ràng. Và chúng ta hãy nói với nhau rằng tại sao cần tham gia bảo hiểm nhân thọ. Vậy trong khoảng tầm 40 phút vừa rồi, thưa quý vị, tôi đã chia sẻ với quý vị là nguyên nhân nào là bệnh tật, rồi là ốm đau, rồi là sản phẩm tuyệt vời của Đài Truyền hình Việt Nam. Vậy chắc chắn là trong đầu quý vị chúng ta đã sẽ có cái câu trả lời tại sao cần phải có bảo hiểm nhân thọ trong tay. Phải không quý vị? Và trước khi ngừng lời thì tôi muốn chia sẻ với quý vị một hình ảnh này. Vừa nãy tôi nhắn tin cho vợ tôi bảo bà xã ơi, hôm nay là anh về muộn nhá, anh đang đi hỗ trợ cho phòng kinh doanh làm hội thảo. Bà xã nói rằng em không thích như vậy đâu, anh báo muộn quá. Thế tôi nói rằng anh đang đi làm đấy, và cái ông khu kiểu này là tôi ấy, thưa quý vị.
Đáng nghĩa bây giờ là tôi phải ở nhà ôm vợ ăn cơm ngon rồi, nhưng mà tôi vẫn đang phải đi làm vì cái gì ạ? Vì đồng tiền, vì đồng lương thôi. Và thưa quý vị, một ngày nào đó cái ông này ông khiu xuống, ông không bò nữa, thì ai sẽ là người lo cho con của tôi đang ăn học? Ai sẽ là người là lo cho bố mẹ của tôi? Bố tôi sinh năm 1963, mẹ tôi sinh năm 1964. Ai sẽ là người lo cho bố mẹ tôi đây? Và cái bà vợ của tôi đang đẩy cái chiếc xe cuộc đời này đi hàng ngày. Một ngày nào đó tôi không kéo được nữa thì bà vợ này sẽ ngó sang đâu? Thưa quý vị, chẳng nhẽ là ngó sang ông hàng xóm, anh ấy giúp đỡ em đi à? Nhưng không, bây giờ tránh cái tình trạng đó và tôi lo cho các anh ở đây. Em yên tâm, em đã có bảo hiểm nhân thọ Đài Chi Lai Việt Nam lo cho em rồi, có hàng tỷ đồng trong tay rồi. Thế nên ấy, không muốn đi bước nữa, phải vãi còn ba vãi thì mới được đi nữa, phải không quý vị? Và thưa quý vị, trước khi dừng lời, tôi sẽ có một cái câu thơ này muốn dành tặng cho tất cả quý vị chúng ta ngồi tham dự trong chương trình buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta hãy nâng niu cuộc sống ngay từ ngày hôm nay để bình an luôn trọn vẹn, và hãy ấp ủ những giấc mơ để hạnh phúc mãi được đặt đầy. Một lần nữa cảm ơn quý vị và chúc quý vị sức khỏe. Thưa quý vị, trong khoảng thời gian vừa rồi thì Việt đã chia sẻ cho quý vị về cái sản phẩm bảo hiểm nhân thọ rất là tuyệt vời của Đài Chi Lai Việt Nam. Và có lẽ bây giờ là quý vị chúng ta cũng sẽ có những cái băn khoăn thắc mắc nào đó, thì quý vị chúng ta hãy cứ hỏi, hoặc là trong cái lúc dùng tiền thì quý vị chúng ta hãy cứ hỏi và hãy cứ chia sẻ về cái quan điểm của mình về bảo hiểm nhân thọ, với những cái băn khoăn của mình về bảo hiểm nhân thọ. Và thưa quý vị, đến đây thì có lẽ rằng là tôi sẽ dành một lời cảm ơn chân thành tới toàn thể quý vị và nhường lại sân khấu cho ban tổ chức. Xin mời ban tổ chức. Và chúng ta không thể không dành một tràng pháo tay lớn dành cho anh được, quý vị. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay để chuẩn bị dùng tiền thì chúng sẽ có một đôi lời để được hỏi quý vị được không ạ? Hỏi thật quý vị một câu nhé, quý vị thấy bảo hiểm nhân thọ tốt không ạ? Tốt không ạ? Tốt. Tốt thật không ạ? Ai muốn mua bảo hiểm nhân thọ thế này? Cứ giơ đi ạ. Ai muốn mua thực sự thế này? Cảm ơn quý vị, mời quý vị bỏ tay xuống. Bởi vì nếu như ngày hôm nay mà Dũng muốn nói với quý vị một điều như sau: quý vị được một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trong tay nhưng không mất bất kể một đồng nào, thì ai muốn sở hữu ngay một hợp đồng này? Không bắt đầu mất bất kể nào quý vị nhá. Rồi, cảm ơn quý vị. Khi muốn nói những từ miễn phí ai cũng thích phải không ạ? Vậy thì ngay sau đây Dũng sẽ minh chứng cho quý vị luôn. Dũng sẽ mượn cái chai nước của bạn Đếm. Bạn Đếm đang đi uống nhưng không sao cả. Chai nước này quý vị mua bao tiền? 3.000 một chai. 3.000 một chai. Quý vị dùng nó làm sao ạ? Đúng ạ. Uống hết xong, uống hết quý vị đem ra một cửa hàng, quý vị giả họ, họ và đòi lại 3.000. Quý vị làm được không? Ai làm được? Đó là mua và bán. Còn đối với bảo hiểm ngày hôm nay, quý vị đóng những năm từng năm một, năm một, năm một, đúng không ạ? Hết thời gian hợp đồng, chúng ta sẽ nhận được một số tiền gọi là đáo hạn. Số tiền đáo hạn đó gồm toàn bộ số tiền mà quý vị đã tiết kiệm, đã tích lũy tại Đài Chi, và kể cả là gì ạ, cả lãi nữa, đúng không ạ? Mà ngoài ra thì quý vị còn được gì ạ, được bảo vệ suốt thời gian hợp đồng, do đó bảo hiểm là hoàn toàn miễn phí. Do đó quý vị có khả năng làm sao hãy tự làm gì ạ, trang bị cho chính bản thân và gia đình mình một cái hợp đồng bảo hiểm miễn phí theo đúng nghĩa của mình, đúng không ạ? Quý vị đồng ý không ạ? Đồng ý trong sáng thật lớn luôn quý vị. Trong suốt cuộc đời của mình thì từ tính đến nay thì cũng hơn 30 năm rồi, thì Dũng thấy một điều là gì ạ? Chưa mua cái sản phẩm nào miễn phí cả, mà lại được gặp một sản phẩm thực sự tuyệt vời như vậy, đó là bảo hiểm họ. Do đó Dũng lựa chọn bảo hiểm, đó là gì ạ? Là hành trang, là cuộc đời của mình, là hành trình, là nghề nghiệp của mình, thưa quý vị. Dũng sẽ hỏi quý vị mấy câu nữa thôi. Câu tiếp theo, ai trong quý vị ở đây mong muốn về già không phải ngửa tay xin tiền con gái đây? Ai cũng muốn luôn, cảm ơn quý vị, đúng không ạ? Hình dung một điều thôi, đơn thuần là bố mẹ mình bây giờ nếu không cần ngửa tay xin mình một lúc nào có một khoản tiền dư giả tầm 1-2 tỷ trong tại ngân hàng, ổn đúng không ạ? Ổn hay rất ổn ạ? Rất ổn, phải không ạ? Đúng rồi ạ. Và một câu hỏi nữa là sao? Nếu như một người đang nằm trên giường bệnh mà anh ấy là một người đàn ông khoảng chừng 30 hay 40 hoặc 50 tuổi, hỏi anh ấy một điều, theo quý vị cái người nằm trên giường bệnh trong bệnh viện là ai ạ? Là ai ạ?
vị phải là bệnh nhân không? Phải không ạ? Thực ra với quý vị họ là bệnh nhân. Thế nhưng thực ra ấy, họ là người cha, họ là người chồng, họ có trách nhiệm và có trách nhiệm với người vợ mình, với con mình, với bố mẹ mình đã sinh thành ra mình, đúng không ạ? Đáng nghe ra họ phải ra ngoài lao động và làm việc cơ, nhưng mà họ vì điều không mong muốn là rủi ro, do đó họ bị bệnh. Khi bị bệnh rồi thì sao? Không thể làm được nữa mà tiền cũng từ đó mà trôi đi. Hỏi quý vị một điều, nếu như anh đó trước khi bị bệnh mà tham gia một vòng buổi nhân họ và được bệnh giá bảo vệ là 1 tỷ, mà khi mắc bệnh thì khi anh ấy nhận số tiền đó về, anh ấy cảm thấy là nhẹ nhẹ nhõm hơn được không có đồng nào không ạ? Có không quý vị? Vậy thì nếu như để anh ấy tham gia trước khi anh ấy bị bệnh, theo quý vị anh ấy có hay không tham gia? Câu trả lời quý vị tự có, được không ạ? Một hình ảnh nữa mà quý vị sẽ thấy rất nhiều ở trên các tuyến đường quốc lộ, đó là những cái bát hương. Ở đó nó khoảng có chừng từ 3 nén, 5 nén hay bao nhiêu nén đó. Có gặp ở trên đường quốc lộ bao giờ quý vị? Rất nhiều. Cái bát hương đó tượng trưng cho một người trong gia đình, và thông thường đó là người trụ cột, là người chồng hoặc người vợ, là người cha, là người đang ra ngoài lao động làm. Và người ấy ra đi thì để lại cái gì ạ? Cảnh tang thương lại trong gia đình của họ, lao động hoặc cảnh long đong. Và gần đây nhất thì Dũng chia sẻ với quý vị, chắc chắn là tất cả quý vị đều biết một trường hợp ở tại Vĩnh Phúc. Có một bạn, bạn ấy sửa ô tô đến gara ô tô, và sau đó không may thì một bạn là thử lái tập lái là tông vào và tử vong ngay tại chỗ, có đúng không ạ? Ai quý vị biết đây ạ? Biết hết đúng không ạ? Rất nhiều người biết đến cái trường hợp đó. Anh ấy thực ra rất là trẻ, sinh năm 1992, cách đây 2 năm anh ấy tham gia một đồng buổi viên thọ của Daiichi, và số tiền được giá số tiền là 25 triệu một năm bảo vệ cho cả gia đình. Và anh cũng vừa mua ô tô xong, ra đi kiểm tra ô tô, cứ ngỡ rằng cuộc đời hạnh phúc và gia đình từ đây mình được có cái thể diện trung gian trung vàng đen mưa, một vợ và hai con, không ai rủi ro đến mà vẫn còn nữa, vẫn còn được sự đau xót. Ít nhất anh ấy để lại cái diện một cái mệnh giá bảo vệ là đa chi để chi trả cho anh ấy số tiền khoảng đâu đó khoảng chừng 2 tỷ. Thế nhưng mà nếu như một người nào đó mà khi chưa tham gia hợp đồng mà bị rủi ro xảy đến, thì hỏi cái người mà chưa tham gia rủi ro xảy đến rồi có tham gia được không quý vị? Có là không, không thể tham gia nữa. Do đó ngày hôm nay muốn nói với quý vị một điều là gì ạ? Nếu như còn có thể, ra hãy tham gia bảo hiểm ngay để bảo vệ cho chính bản thân và gia đình của mình. Và trong suốt cái nội dung của anh Nguyễn Quốc Việt có nói với quý vị, các sản phẩm là để chăm sóc sức khỏe đơn thuần nó như một cái thẻ tấm thẻ y tế, mà thực tế ai trong chúng tôi cũng đều có hiểu rõ về nó. Nó tấm thẻ màu vàng của Daiichi này. Với tấm thẻ này quý vị sẽ có ngay 1 tỷ với mỗi bệnh. 1 tỷ với mỗi bệnh quý vị nhé. Bất kể bệnh gì, đúng không ạ? Trừ SIDA, AIDS, đúng không ạ? Và quý vị chưa mắc phải, quý vị sẽ được làm sao? Được bảo lãnh ở mức 1 tỷ trên toàn thế giới. Vậy hỏi quý vị một chút, ngoài ra có sản phẩm nữa, sản phẩm về bảo vệ tai nạn, sản phẩm nữa, sản phẩm bảo vệ về bệnh hiểm nghèo, đúng không ạ? Cho ung thư chỉ là một bệnh, bảo vệ 88 bệnh. Rồi thì bảo hiểm về từ bỏ thu phí, hỗ trợ viện phí rất rất nhiều. Nhưng theo quý vị thích nhất sản phẩm nào ngay trong ngày hôm nay muốn được chia sẻ ạ? Mà muốn được sở hữu một nó miễn phí, giơ tay ạ và nói ạ. Cái gì ạ? Cái thẻ đúng không ạ? Các khách hàng của tôi đâu ạ? Các khách hàng ngày hôm nay đâu ạ? Ai thực sự mong muốn có tấm thẻ này ra đây? Miễn phí đấy ạ, 100%. Rồi cảm ơn quý vị, mời quý vị ở đây xuống, cảm ơn quý vị. Nhưng ngày hôm nay Dũng sẽ có một chương trình như sau. Có xin ban giám đốc rồi, và sao ạ? Sẽ tặng 5 tấm thẻ này cho 5 khách hàng đăng ký ngay trong chương trình ngày hôm nay. Đó, 5 tấm thẻ này cho 5 cháu nhà mình là các cháu dưới 18 tuổi quý vị nhé. Khi đồng ý tiết kiệm với Daiichi một hợp đồng là 20 triệu một năm, sẽ tặng miễn phí là 5 tấm thẻ này với mỗi khách hàng, dành cho 5 khách hàng duy nhất. Vậy thì ngay sau đây Dũng muốn là những tên quý vị, ai nhanh nhất và ai thực sự mong muốn có tấm thẻ này trao cho con của mình 1 tỷ để điều trị tất cả các bệnh viện ở Việt Nam như VMAX, Thu Cúc, Việt Pháp, Hồng Ngọc, Chí Đức, Hồ Việt, Mẹ, Tầm Ảnh, thì giơ tay lên đúng không ạ? Mời quý vị 5 khách hàng thẻ miễn phí quý vị. Nào mời quý vị ạ, mời các anh chị tư vấn và hỗ trợ khách hàng của mình. Nào mời quý vị, sẽ có 5 khách hàng duy nhất thôi nhá.
nhanh chóng đăng ký và các bạn tư vấn và hỗ trợ cái gì tư vấn là hỗ trợ dùng ngay nghe qua, ngay lúc này à? Chị hả? Đủ 5 cách là thôi luôn ạ à. Quay đó đây nếu mà anh chị mà cần phải tư vấn thêm thì mời anh chị là điền thêm thông tin của mình vào đây. À, chị bạn đang. Dạ. Chị bạn đang. À vâng em biết là đang nó tư vấn cho chị rồi nhưng mà chị. Quý vị lưu ý cái tấm thẻ này, tấm thẻ này chỉ trong quý vị được phép nhận nó nếu đăng ký cho hôm nay. Nhưng có một điều lưu ý sau. Chúng ta ở đây không ai ở đây là chỉ đăng ký lại chương trình thì mình sẽ là được thêm tư vấn anh. Còn vấn đề là sau này là chị muốn tư vấn thêm hay mình ký hợp đồng thì anh đang sẽ qua hỗ trợ mình. Đến tận nhà quý vị để hỗ trợ tư vấn quý vị một cách cụ thể nhất, rõ ràng nhất. Khi nào đồng ý đúng không ạ? Trong 3 ngày là từ ngày hôm nay ngày 16 đến ngày 19 đồng ý tham gia thì mới là sao? Thì là sẽ ký hợp đồng. Chứ chưa phải bỏ tiền đây mà quý vị yên tâm đúng không ạ? Long khách hàng. Đây là mình đăng ký để mình chuẩn bị các thông tin tư vấn thêm. Và hơn nữa là trong quá trình ngày hôm nay tham gia thì mình sẽ nhận quà tặng của thông tin. Vâng đây. À nhờ đồng chí Tuân. À, cái này thì đây là anh chị đã đăng ký để quà tặng của mình. Mình có quà tặng là một cái thẻ như thế. À năm nay luôn đúng không ạ? Rồi xin chúc mừng chị Nguyễn Thị Ánh sinh năm 1994, một thanh nhạc đến từ Thái Nguyên với chị lên sân khấu để cùng với anh giám đốc tìm để lắp cái chụp ảnh ạ, mời chị Ánh. Cảm ơn các khách hàng phát nhanh chóng một người rồi ạ, ai mang lên nhanh đúng 5 người rồi ạ, chỉ 5 người rồi ạ, ai nào mang lên nhanh thì đúng sẽ chặn đó và người thông tin về giám đốc tìm. Chỉ 5 tấm thẻ thôi ạ. Chỗ khách của bạn đếm, khách của anh Diệp nhiên đang dịp chưa ạ? Ai mà lên chậm là mất nhá. Rồi chị Ánh chấp nhận rồi, chị Ánh ở đây rồi, tí nữa sẽ mời lên sau. Tiếp theo là khách hàng nữa, Dũng xin được trân trọng thông báo chúc mừng khách hàng Đỗ Tá Chiến sinh năm 1987 ở Từ Sơn đăng ký tham gia đúng không ạ? Đăng ký nhận thẻ. Và chúc mừng khách hàng tiếp theo là khách hàng Chử Văn Nho sinh năm 1986 ở Từ Sơn đăng ký nhận thẻ. Vâng, ba khách hàng rồi ạ, hai khách hàng cuối cùng, nhanh chóng ạ. Vâng. Chúc mừng khách hàng thứ tư, ai nhanh cầm lên phía trước ạ, thứ tư ạ. Chị Nguyễn Thị Oanh sinh năm 1979 đăng ký nhận thẻ, bốn khách hàng rồi. Rồi, dừng. Ok chưa ạ, 6 khách hàng rồi đấy ạ. Khách hàng thứ 5 đăng ký nhận thẻ trong ngày hôm nay với tấm thẻ tỷ đó là gì ạ? Chị Nguyễn Thị Lan Anh sinh năm 1984 và chị Hoàng Thanh Nga sinh năm 1981 ở phường Đại Phúc. Và là 6 khách hàng đăng ký nhận thẻ trong ngày hôm nay thì Dũng cũng sẽ gửi về ban thông tin đúng không ạ? Sáng giờ thì nói được, nhanh thì mới có đúng không ạ? Và nhanh thì mới đăng ký được đúng không ạ? Ngay sau đây thì Dũng xin được trân trọng và mời lên sân khấu các khách hàng sau. Alo ạ. Chị Nguyễn Thị Lan Anh xin là tư ạ, lên chụp ảnh để lưu niệm với ban công ty, sau đó là sẽ gửi về ban giám đốc. Chị Nguyễn Thị Lan Anh, chị Hoàng Thanh Nga, chị Nga đâu ạ, chị Nguyễn Thị Kiều Anh. Vâng, mời anh chị nào được đọc tên nhanh chóng di chuyển đến sân khấu cùng tôi. Chị Nguyễn Thị Kiều Anh, anh Chử Văn Nho. Chị Nguyễn Thị Ánh. Chị Nguyễn Thị Ánh. Anh Đỗ Tá Chiến. Dạ vâng, xin mời 6 hàng được vừa đọc tên nhanh chóng để chuyển sân khấu để chụp ảnh lưu niệm cùng mấy ông chị. Dạ vâng, mời 6 anh chị nhanh chóng lên chụp ảnh ạ. Có chụp ảnh của bây giờ thì chúng tôi mới gửi về bán thông tin được, phải chưa mời anh chị? À chị Nga là sẽ rồi. Cảm ơn anh chị. Có một anh nữa ạ. Không ạ, tối tối thích đi thêm kia không ạ. Có anh cái chuyện đây, cái chuyện này sẽ có tiếp. Chị Ánh đâu ạ? À chị Ánh đây ạ. Vâng, anh Chiến đâu ạ? Anh Đỗ Tá Chiến. Vâng. Anh Chử Văn Nho.